Ra đời vào năm 2021, dự án Khuyết được thành lập bởi chị Nguyễn Ngọc Thùy Anh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất thân là sinh viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt, Thùy Anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bị khiếm khuyết nhưng luôn mong muốn được truyền tải giá trị tích cực của mình đến với xã hội. Đây cũng chính là cảm hứng để chị sáng lập nhóm. Mới đầu Khuyết nó đúng thật là khuyết tật, khiếm khuyết, nhưng mà thực sự cái ý nghĩa sâu xa hơn nó còn là chúng ta không có ai là hoàn hảo hết, ai cũng có cái phần khuyết của mình, nhưng mà quan trọng là tụi mình thực hiện ra để đi tìm cái đẹp trong cái sự khuyết đó. Đây là bài của mình có tên là Khuyết. Ban đầu Khuyết đơn thuần chỉ là một dự án chụp hình cho người khuyết tật. Sau khi đăng tải, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, dự án đã được mở rộng với đa dạng các hoạt động. Và mới đây nhất, workshop vẽ tranh đầu tiên của nhóm đã diễn ra với chủ đề Cư xá mùa hạ. Chương trình còn có sự hỗ trợ của các cộng tác viên cũng đến từ cộng đồng người khuyết tật. Đây chính là dịp để các bạn thể hiện giá trị cũng như tài năng của mình. Thông điệp của mình đến buổi workshop hôm nay thật sự là hãy nhìn vào những tấm gương và sống thật rực rỡ, không có gì phải sợ hãi hết. Mọi người hãy nhìn nhận họ bằng một cái ánh nhìn khác vì họ cũng xứng đáng được yêu thương. Mình nghĩ là mọi người đã có cái thời gian thư giãn với lại là được trải nghiệm á, tức là được thử cái khả năng vẽ của mình. Và mọi người đều có ra được cái sản phẩm, mình nghĩ là mọi người sẽ thấy vui và thấy là cái buổi sáng cuối tuần hữu ích. Chị Trần Ngọc Anh Thư, họa sĩ hướng dẫn chính trong workshop, cũng là một người thuộc cộng đồng khiếm khuyết. Với vóc dáng nhỏ bé, chiếc lưng cong, việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Không ai nghĩ chị chính là tác giả đứng sau những bức vẽ chân dung thú cưng được khách hàng cả trong lẫn ngoài nước yêu thích. Dự án lần này là tổ chức để gây quỹ cho các bạn khuyết tật và trao học bổng cho các bạn. Nếu mà